Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì quý vị thấy trên màn hình thì đây là một cái tấm hình được chụp trong ngày 29 tháng 8 lễ tưởng niệm của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thật sự Hồng Loan và tất cả những anh em nghệ sĩ đã làm hết tất cả những gì có thể để đem đến một cái lễ tưởng niệm rất là hoành tráng, rất là uy nghiêm. Nếu là những cái người thân, những người yêu mến cố nghệ sĩ thì đáng lẽ là người ta phải tự hào và người ta phải mừng vì cái người thân của mình là người được lợi, đúng không? Đó, mình phải vui vẻ. Đằng này thì quý vị thấy rằng cái sự mà ghen ăn tức ở của những con người này nổi lên giống như là nổi cuồng lên cô chú anh chị. Họ không nhìn vào những cái mà Hồng Loan và tất cả những anh em đã làm được mà họ không làm được, mà họ đi chỉ trích, đúng không? À, thì ngày hôm qua thì cái cô mà soạn giả lại lên trên một bài viết và nói xiên nói sọ, cũng giống như là nói xấu vu khống cho nghệ sĩ Ngăn Tuấn. Quý vị thấy một cái người bạn của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã từng có vai diễn chung với cố nghệ sĩ mà nói rằng anh hát chặt tông chặt nhịp rồi hát không ra gì, thì tôi hỏi rằng á, không lẽ cố nghệ sĩ hát với những cái người bạn diễn là bạn với những cái người mà không ra gì? Bữa hổm á, thì đi chửi con gái nuôi của người ta là đứa con mất dạy, đứa con bất hiếu. À, con gái của cố nghệ sĩ á, thì nói là con nuôi. À, rồi hôm nay là tiếp tục lên là nói về một cái người bạn, người anh em gọi là rất là thân thiết với cố nghệ sĩ, đó là Ngăn Tuấn. Dù quý vị thấy rằng Ngăn Tuấn cũng đâu có làm cái gì đâu, cũng chưa nói động tới bất kỳ ai hết. Quý vị thấy đó chỉ là tổng hợp những cái bài hát mà một thời của cố nghệ sĩ, tất nhiên là không được bằng cố nghệ sĩ rồi sao bằng được, đúng không? Đó, mọi người có một cái chất riêng của họ mà. Nhưng mà đây là tưởng niệm, nhớ về, nhắc cho khán giả nhớ về, đây là những cái vai diễn chứ không phải là diễn lại cái vai đó, hiểu không? Nhắc lại thôi. Nhưng mà vậy mà cái cô soạn giả đó cũng lên kiếm chuyện, cũng nói rằng là cái vai đó thì không xứng đáng với Vũ Linh, quên, với Ngăn Tuấn của chú anh chị. Thì em nói thật sự ra thì ai mới gọi là xứng đáng? Nếu mà cố nghệ sĩ còn sống á, mà nghe được những lời này thì chắc hẳn rằng là dù có như thế nào đi chăng nữa chắc cũng không hát cái bài mà của cô soạn giả này viết đâu. Tại vì một cái tính mà ghen ăn tức ở cái bài hát á, mình còn mong muốn là nhiều người lan truyền để mà cho nó nổi tiếng, để cho nhiều người nhớ về cố nghệ sĩ. Còn lần này á, người ta hát lại lên là chỉ trích cái này kia, rồi nói là không xin phép này kia, rồi nói rằng là thằng con nuôi nó xúi này kia. Em nói thật sự dùng những cái từ rất là khó nghe ha cô chú anh chị ha. Và đặc biệt thì cái cô cháu gái cũng vừa lên một bài thì bây giờ họ cũng đâu nói được gì, bây giờ đi tìm bằng chứng con nuôi á, tất cả mọi thứ thì cũng không có. Bây giờ chỉ nói lại một cái câu mà cô Hồng Loan nói thôi, là yêu cầu Hồng Loan là đi xét nghiệm ADN. Thì cái câu này rất là buồn cười, đúng không cô chú anh chị? Và mọi người bây giờ lỡ nó nghe luôn nè. Đó, bây giờ chúng ta cùng nói như thế này nè. Rồi tại sao Hồng Loan phải đi xét nghiệm ADN? Bây giờ Hồng Loan là con nuôi hay con ruột đi chăng nữa thì cũng là đứa con hợp pháp của cố nghệ sĩ và cũng có tất cả những giấy tờ để mà thừa kế hợp pháp và đã được với pháp luật thừa nhận cái điều đó bằng cái việc là sang tên được tất cả những cái tài sản của cố nghệ sĩ. Vậy đi xét nghiệm ADN chi nữa, để tạo cơ hội cho mẹ con cô Sáu lại lên có chuyện nói nữa hay sao, đúng không? À, hầu như là Hồng Loan bây giờ nắm là 90% thắng rồi, còn gì nữa đâu cô chú anh chị, đúng không? Thì cái phiên tòa sắp tới em nghĩ rằng thì tòa sẽ bác đơn của cô Sáu thôi, tại vì cô Sáu đâu có quyền kiện tụng trong cái vụ việc này, đâu có việc tranh giành với con của cô nghệ sĩ, con của cái người đã mất, đúng không? À, thì Hồng Loan cũng đã nhờ luật sư soạn đơn để yêu cầu là tòa bác đơn đó rồi, thì chúng ta hãy chờ đợi kết quả nha. Thì trong cái tháng 9 này sẽ có rất là nhiều những cái điều mà xảy ra. À, tức lòng lộng lên cô chú anh chị. À, cô cháu gái tức lòng lộng lên đi chia sẻ lại cái bài mà bữa Hồng Loan với Vũ Luân phát biểu trên mộ và cứ nhắm vào câu là kêu đi xét nghiệm ADN. Vậy bây giờ là cô Sáu và chú Bảy đi xét nghiệm ADN đi, có phải là em của cố nghệ sĩ hay không? Thì bây giờ không biết là xét nghiệm sao luôn á, thì đi xét nghiệm đi, có phải là em hay không? Nhưng khi xét nghiệm đó người ta lại nghi ngờ nữa, tại vì cố nghệ sĩ vậy không, một cái người mà gọi đàn anh che chở cho em út, một cái người đức tài vẹn toàn mà tại sao lại có những cái người em như vậy, đúng không cô chú anh chị? À, thì đó là cái thông tin đầu tiên mà em muốn chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị. Và đặc biệt thì ngày hôm nay
có một cái thông tin mà em cũng muốn gửi đến. À, thì sau cái bài viết của cái cô cháu gái thì rất là nhiều người lên tiếng về cái vụ việc này, thì em xin chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Thì đầu tiên đây là chị Phương Lê cũng có một bài đăng nói như thế này: mang ơn ai vậy HB, người mang ơn sao lại nói với người ơn như thế, dù là con nuôi cũng là con hợp pháp, tài sản của ba bé Lon thì là của bé Lon, thì cũng những người dùng của bé ba bé và được ba bé cho cu mang thì mang ơn ba Hồng Loan và Hồng Loan mới đúng chứ em. Người cuối cùng có hai thước đất chanh chi của không phải của em. Trên thế gian này em và gia đình em phải hiểu luật, không có chuyện con của người mất không được thừa kế mà là cháu đâu em ơi, vô lý như heo nái biết leo cây. Thì như như đây thì chúng ta đủ hiểu này không? Thì dù là con nuôi hay là con hợp pháp thì Hồng Loan vẫn là đứa cũng là đứa con hợp pháp của cô nghệ sĩ đó. Thì tài sản của ba bé Loan là tức là tài sản của cô nghệ sĩ Vũ Linh đó. Đáng lẽ là cô cháu gái này được cưu mang, được giúp đỡ thì mới là người mang ơn nè, còn tài sản của ba người ta thì mang ơn gì nữa, đúng không? Đâu ai phân biệt chuyện con nuôi hay con ruột, có bao giờ bị nói à con nuôi là phải mang ơn ba mẹ vì đã nuôi con không? Đâu có đâu, có đó là tình cảm cha con của người ta. À, vậy mà quý vị thấy không, cứ là mang ơn mà thật sự ra mang ơn mà chú Vũ Linh không nhắc ha. Mà lần đầu tiên á em nghe là ba mẹ nuôi con mà bắt con phải mang ơn, lần đầu tiên luôn á, dù là con nuôi hay con ruột thì không có điều này chứ, đúng không cô chú anh chị? Mà cái người mà đã phá của chú 5 căn nhà 1.000 mấy lượng vàng, hai căn biệt thự, cái đó mới gọi là người mang ơn của chú. Mà mang ơn của chú mà còn đối xử với chú như vậy nữa thì có tư cách gì nói chị Hồng Loan, đúng không cô chú anh chị? Đó là cái thông tin đầu tiên mà em muốn chia sẻ. Và có một bài báo đọc báo với cô chú anh chị ha, này báo rất là hay luôn. Khán giả nói gì khi nghe con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cắt giọng hát? À, thì em xin chia sẻ đến cho cô chú anh chị ha, chúng ta sẽ cùng nghe đây. Đây em sẽ bật cho cô chú anh chị nghe nha, đây đây chúng ta nghe. Khán giả nói gì khi nghe con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cất giọng hát? Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã có một món quà gửi tặng người cha quá cố trong mùa Vu Lan. Mới đây, cộng đồng mạng đã không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan và nghệ sĩ Vũ Linh trước đông đảo khán giả. Được biết, đây là món quà mà Hồng Loan và Vũ Linh muốn dành tặng cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu. Xuất hiện trên sân khấu, Hồng Loan nhận được tràng pháo tay lớn từ khán giả khi diện trang phục đơn giản. Cất cao tiếng hát thể hiện ca khúc 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm dành tặng khán giả cũng như người cha quá cố. Dù không theo nghiệp hát giống Vũ Linh, nhưng khi Hồng Loan vừa cất giọng, nhiều người không khỏi bất ngờ khi cô nàng sở hữu giọng hát ngọt ngào, cảm xúc. Trong đoạn clip được chia sẻ, khi nghe con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hát, một khán giả ngồi gần đó đã lên tiếng, nổi da gà luôn trời, trầm trồ trước giọng hát không thua kém ca sĩ của Hồng Loan. Dù liên tục cầm trên tay chiếc điện thoại để xem lời bài hát, nhưng Hồng Loan vẫn thể hiện tròn trịa những phần hát của mình. Trong khi đó, nghệ sĩ Vũ Linh đứng cạnh giống như một người nâng đỡ Hồng Loan trong tiết mục này. Giọng hát ấm áp của nam nghệ sĩ khi kết hợp cùng Hồng Loan đã nhận được nhiều tràng pháo tay từ những người có mặt theo dõi. Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, đông đảo cư dân mạng đã phát hiện ra rằng Hồng Loan thừa hưởng nhiều điểm giống nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từ giọng hát cho đến cách cầm micro như đúc khuôn với nam nghệ sĩ. Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hồng Loan trân trổ giọng hát được chia sẻ vô cùng mạnh mẽ trên mạng xã hội, cho thấy công chúng vẫn rất quan tâm đến cuộc sống của con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sau khi nam nghệ sĩ qua đời. Trưa ngày 5 tháng 3, thông tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời khiến người hâm mộ tiếc thương cho một giọng ca huyền thoại của làng cải lương Việt Nam. Theo nguồn tin được cập nhật, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ra đi sau nhiều năm chống chọi với bạo bệnh. Suốt mấy chục năm gắn bó với nghệ thuật cải lương, giọng hát ngọt ngào, cảm xúc của cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi mỗi khi nghe lại. Đừng quên theo dõi Soundstar để cập nhật những thông tin mới nhất. Đó, quý vị nghe chưa? Đó là khán giả người ta nói đó. Vậy thấy không? À, vậy mà nói lên là hát nhép. Trời ơi, cái người ở nhà nghe thì là biết hát nhép, mà cái người ta ngồi ở trực tiếp ở đó người ta không biết. Trời ơi, quý vị thấy không, ngồi sát bên như vậy á có dễ hát nhép không cô chú anh chị? Đó, và hát như vậy nó hát dở hơn Ruby nữa. Trời, không biết sao à, hát mà người ta cảm động. Đây không phải là ca sĩ nha, đây chỉ là một cái người bình thường thôi, nhớ về ba mình hát lại thôi mà người ta yêu thương như vậy không, trong khi mình là ca sĩ
mình làm sao được nhiều người hâm mộ như vậy, hát đã từng rơi nước mắt người ta chưa đó, vậy mà cha mà đi tranh giành để làm những cái điều mà khiến cho mọi người bức xúc đó, đó. Cái gì đó đến tự nhiên đều thật hết trơn, quý vị thấy không? Em cũng muốn chia sẻ một cái bài của anh Xuân Nguyễn, đã nói về cái bài bình luận mới nhất của cô cháu gái ha cô chú anh chị ha. Đây là bài bình luận nè, em xin đọc lại bài của cô cháu gái cho cô chú anh chị nghe ha. Ngày 20 tháng 5, ai dõng dạc dắt tay lên mộ cậu còn chưa hoàn thành, lớn tiếng kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi giùm con như người mù, con không biết gì hết, họ gán cho con cái mác con nuôi. Thì đúng rồi nè, bây giờ trong gia đình thì không lo, quý vị biết rồi, bây giờ bên ngoại thì đâu biết là mẹ là ai đâu, còn bên nội mà bây giờ quý vị thấy ở trong nhà họ cấu kết với nhau hết rồi, còn mình thì giờ kêu cứu ai, phải kêu cứu mọi người, không để cho họ lấy tài sản đúng không? Như người mù thì con không biết gì hết, thì đúng rồi, tới giờ nè không lo, nó biết là cái số tiền là đã sao kê là bao nhiêu, cái lần nó kêu gọi là bao nhiêu, còn ngôi mộ là như thế nào. Chúc em sẽ cho cô chú anh chị coi hình nè, quý vị coi cái tấm hình này nè, là quý vị thấy nè, đây cái tấm hình này là lúc bàn về cái ngôi mộ nè, quý vị thấy không? Một đứa con gái thì đứng ở ngoài chỉ nhìn lón lón, còn một cái ông á thì vì không có trách nhiệm, không có gì trong đây thì được ngồi đây để mà bàn, thì vì thấy rằng á là Hồng Loan chịu tủi nhục như thế nào, biết gì không, tại sao con ta phải lên nói đúng không? Đó, thì em xin đọc tiếp. Thách thức thử ADN các kiểu, trong khi đó đã biết mình là con nuôi mà giờ giả nai, đưa bộ mặt giả nhân giả nghĩa ra tiếp tục lấy lòng thương của cộng đồng mạng à. Em nói thiệt nè, tại sao biết là con nuôi? Trong si quý vị thấy từ mấy chục năm nay thì cố nghệ sĩ có bao giờ nói Hồng Loan là con nuôi không? Cố nghệ sĩ không nói thì không ai được quyền phép nói chân á, và dù là con nuôi mà Hồng Loan nhận là con ruột cũng chẳng sao, tại nuôi với ruột nó cũng giống như nhau thôi, không lẽ nhận con mà nó à, mới mốt mày lớn lên là mày phải nói là mày con nuôi nha, chứ mày không được nói là con ruột nha, ủa đâu ra vậy? Tiếp tục xài chiêu cũ, con không biết gì, chưa con chưa từng làm gì, thì đúng rồi con đâu biết gì đâu, nó đúng mà. Như vô tội vậy, bộ tính quảng cáo cho bột giặt Omomatic hả? Omomatic chiên tẩy trắng hân hạnh được tài trợ chương trình này, đúng rồi, mà tài trợ phải tài trợ cho Hồng Loan, mà tài trợ cho mẹ con của cô Sáu, chứng cứ còn đó, lời nó còn đây, để gia đình người mang người ơn mình. Quý vị ơi, mai mốt mà nhận con á, như sự là con nuôi nha, là mang ơn, phải mang ơn ba mẹ nữa, ghê không, ba mẹ người ta không có nói mà giờ người ngoài nói là phải mang ơn ba mẹ nha. Mà cái người á quậy của người ta mất hết đó bao nhiêu tiền cả tuổi thanh xuân mà không gọi là người mang ơn. Thật là chuyện buồn cười đúng không? Người nuôi dưỡng cu mang mình 37 năm xuống vũng bùn của xã hội mà giờ đây làm như người vô can, muốn tẩy trắng mọi thứ sao? Quý vị thấy á, người mà đi tranh giải đơn tranh giành tài sản cũng là cô Sáu, người mà đưa truyền thông nói Hồng Loan lên mạng cũng là cô Sáu, rồi người cũng là con cô Sáu chứ hả? Rồi quý vị thấy người gỡ 8-9 lá đơn cũng là mẹ con cô Sáu, có người mà đẩy Hồng Loan vô mức là vào lòng lao lý chỉ có 8.200.000 cũng là mẹ con cô Sáu đó. Rồi cái người mà nói rằng á là Hồng Loan là đứa con bất hiếu cũng là mẹ con cô Sáu, rồi cái người mà kiện luôn chồng của người ta luôn cũng là mẹ con cô Sáu. Hồng Loan bây giờ làm gì? Tôi chỉ yêu cầu các anh chị sao kê thôi, mà tự nhiên sao tự nhiên giờ tôi bị kiện, vừa bị kiện mà vừa bị vu oan, mà vừa mang tiếng con nuôi mà vừa đưa mang tiếng con bất hiếu nữa, sao kỳ vậy? Sao kê là trách nhiệm của mọi người khi kêu gọi mà đó. Còn cái việc thứ hai ở đây là tôi là có giấy khai sinh nè, ba tôi nè là ông Võ Văn Ngoan nè đó. Nếu mà thật sự ra giấy khai sinh giả đúng không, đi kiện đi, đi tố cáo đi coi pháp luật người ta xử lý hay không đó. Còn nếu mà không xử lý thì tôi là con ruột, không ai có quyền nói con nuôi ngoài ba tôi hết trơn, dù cháu là con nuôi đi chăng nữa đúng không? Đó. Tẩy trắng gì, Hồng Loan có tẩy trắng cái gì đâu đúng không? Đâu có dễ dàng như vậy, mọi việc đợi cơ quan điều tra triệu tập rồi cùng nhau lên đó trình bày cho tiện, chốt vậy đi hén. Thì em cũng chờ ở ngày đó, cái ngày mà mẹ con cô Sáu lên trên đồn á, mà trước mắt của bàn dân thiên hạ mọi người trầm trồ, người ta nhìn trên đời mới lần đầu tiên thấy có sự việc này xảy ra, một đứa cháu khác họ, một đứa em phá tài sản của anh mình mà đi tranh giành tài sản với con của anh mình. Thì không biết là như thế nào ha, chắc là sẽ vui lắm đó cô chú anh chị đó. Thì thôi em xin đọc bài của anh Sơn Nguyễn nha. Cô con gái họ Lê, ngày 20 tháng 5, chính Hồng Loan đã lớn tiếng kêu cứu cộng đồng mạng ở trên mộ. Đúng mình đúng, chính là Hồng Loan đã kêu cứu, do em và ba mẹ độc địa của em đã bắt tay với người ngoài là ông Sạc Răng và cô Tiên Ngáo để mưu mô ăn tươi nuốt sống Hồng Loan. Cũng chính ngày 20 tháng 5, Hồng Loan đã yêu cầu ông Bảy xét nghiệm ADN, nhưng tại sao ông Bảy lại không xét nghiệm ADN cùng Hồng Loan ngay lúc đó? Ông Bảy sợ cái gì? Hay thật sự cả ông Bảy cũng không chắc
Trắng là em ruột của chú. Còn mẹ em, tôi cũng chưa nghe cùng xét nghiệm ADN với Hồng Loan nhỉ. À, hay các người cũng đang sợ. Sợ một điều mà chính các người cũng thắc mắc nhỉ. Vì trên thực tế cả ông Bảy và mẹ em đều chưa có kết quả trùng huyết thống với chú nhỉ. Sợ cũng là vấn đề dĩ nhiên. Gia đình, người ơn của mình. Cụm từ này em đang nói ai? Em đang hiểu vấn đề là nằm ở em. Đẩy gia đình của người ơn xuống vũng bùn của xã hội là mẹ con em. Mẹ con em đã làm gì được cho Hồng Loan mà kể lễ vậy em? Không có làm gì mà muốn ăn hả? Người ơn mà em đang nhắc đến là chú. Là chú đã cưu mang mẹ con em đó. Là chú đã còng lưng trả nợ cờ bạc cho mẹ em suốt 20 mấy năm đó em. Em sống từng đấy tuổi mà em không biết như thế nào gọi là người ơn à. Mẹ em sống tới từng tuổi đấy, biết đi gây nợ đến bán cả nhà từ đường mà bà ta không biết dạy em cách biết ơn và cách làm người hả em? Mang ơn chú cả hàng mấy chục năm như mẹ em, con em đã trả ơn cho chú chưa? Đã đền đáp công ơn cu mang của chú chưa? Mà lên Facebook nói Hồng Loan đẩy người ơn xuống vũng lầy, mẹ con em lại chính là người vô ơn mà em đang nhắc đến. Đấy cô cháu gái họ Lê. À, vấn đề đã được đề cập là lặp đi lặp lại nhiều lần là con nuôi hay con ruột không quan trọng. Quan trọng là hàng thừa kế thứ nhất, ok. Tất cả mọi việc hầu như đã có kết quả rồi còn gì. Đúng không? Tất cả mọi việc mà hầu như đều mang đến cho em cái kết quả không như ý. Sao ngu vậy? Sao khờ vậy? Càng vùng vẫy càng lún sâu. Đó là quy luật rồi em à. Hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2023 là ngày phơi bày tất cả ra ánh sáng. Ngài trả quả nghiệp em gây ra. Có gan làm thì gan chịu. Đừng đổ lỗi. Đừng biết lỗi đó là trái đắng. Vẫn cố ăn rồi đổ lỗi là tại quả đắng chứ không phải tại mình ngu. Stop, dừng tất cả lại để vòng luân hồi của nhân quả làm việc nhé cô gái họ Lê. À, thì đây là một bài chia sẻ của anh Xuân Nguyễn rất là hay. Nói rất là đúng ha. À, thì đây cũng là một cái bài thơ hôm qua là gửi cho Hồng Loan rồi. Hôm nay là gửi cho Sương Hồ, gửi cho cái cô cháu gái nha. Nói như thế này nè cô chú anh chị. Chứng cứ còn đó, người còn đây. Lễ tang chưa xong, thốt lời này. Con nuôi của cậu, không con ruột. Đẩy truyền thông đến xót thai. Lộng quyền mọi việc ngỡ ngàng luôn. Ký kết BH tự ngông cuồng. Để người đổ váy cho người khác. 2 tháng lặng im, tiền yểm buồn. Xây dựng mộ phần chẳng bàn con. Quyên góp kêu gọi phúng điếu tròn. Để con ngơ ngác đầy phẫn nộ. Lên mộ kêu gào khóc nỉ non. Minh bạch thu chi không rõ ràng. Hợp báo kê ga để minh quan. Nào ngờ các khoản chi trùng lập. Thu vào không nói người hoang mang. Đạo lý lương thường để ở đâu. Dân mạng theo dõi thấy phát rầu. Là em là cháu đòi sở hữu. Phát đơn giành giật thế mới đau. Người ơn năm nào đã mất đi. Không chả ăn nghĩa lại vô nghi. Đẩy con dìm xuống đáy xã hội. Nào ngờ nhân quả tới liền khi. Hãy chờ đi nhé sự nghiệp tan. Danh tiếng lẫy lừng khắp thế gian. Điêu ngoa xảo trá tham cùng tặng. Chính quyền vào cuộc hết mơ hoang. Sao kê đi nhé, hãy sao kê. Nếu không minh bạch chút ê chề. Không dễ ăn chọn, cứ chờ đó. Pháp luật sờ vào sẽ vào T30. Kha kha. Đó thì đây là một cái bài thơ nói về lòng tham của mẹ con cô Sáu hả cô chú chị ha. Đó, thì cùng nhìn lại thôi không. Cái này là trích trong cái đoạn video nè, mình thấy rất rõ ràng. Em hỏi nè, nhiều người nói Hồng Loan là một đứa con mà tinh ranh. Có đứa con tinh ranh hay đứa con khôn lanh mà lại quỳ xuống. Này chính là cô cháu gái kể nha, chứ không phải là ai kể. Quỳ xuống, dập đầu, xin cô Sáu đưa cho cha ba mình về. Nếu mà đứa con tinh ranh khôn á, thì nó đâu có làm vậy đâu cô chú chị. Nếu mà tinh ranh khôn á, thì mở cái sắt ra 11.000 đô lấy hết. Chứ cần gì mà lấy 5.900 bỏ lại 4.100. Đúng không? Nè, tinh ranh thì cần gì mà cho ông sạc này là 300. Đúng không cô chú anh chị? Tinh ranh thì tự nhiên quay video lại rồi. Đúng không? Đó. Và nếu mà tinh ranh thì đâu để cho mẹ con cô Sáu để mà đưa cái số tài khoản lên để mà kêu gọi. Đúng không? Tinh ranh thì đâu để cho những người này kêu gọi hàng tuần, hàng thất, thì xong rồi 49 ngày, xong rồi lại 100 ngày. Các vị thấy không? Tinh ranh mà vậy à? Tinh ranh mà sao bây giờ Hồng Loan không có đoạn ghi âm nào mà để mà kể tội mẹ con cô Sáu vậy? Mà toàn mẹ con cô Sáu kể tội về Hồng Loan mà từ những ghi âm đó thì chúng ta thấy rằng là phản ngược kèo lại. Đúng không cô chú anh chị? À. Thì bạn Hoài Tâm cũng có một bài chia sẻ như thế này.
Thử hỏi con người ta không còn mặt mũi bước ra đường nữa thì sống làm gì cho chặt đất. Mô Phật tháng 7 con chưa hề muốn khẩu nghiệp, nhưng hành động của ve làm con quá bức xúc. Ăn hủ tiếu thì bị chủ quán nói bộ biết ăn đũa muộn hả. Ăn bánh mì thì bị chủ bánh mì không bán. Tới đi uống cà phê cũng che kính mặt, lỡ làm rồi cô chủ quán không biết sao lấy lại mới có nước uống. Giờ tới hoa viên thì xe không chịu chở, vài bữa nữa thì sao? Vậy tại sao khi tất cả mọi người quay lưng còn chưa biết cái sai, cố tình dậy nảy làm mình làm nảy, quay qua khiêu chiến với Hồng Loan? Trong bài viết có câu đẩy gia đình của người ơn mình, người cu mang 37 năm xuống vụn bùn. Ủa gì đây? Ai là người đẩy ai? Tính đi, suy nghĩ lại đi, bên đó bao nhiêu cái đơn kiện rồi, bên Hồng Loan có động thái gì? Quá đáng chưa? Mà tại sao phải nhấn mạnh cái câu nói đó? Ủa, cộng đồng mạng không để ý và không và quan tâm, chỉ quan tâm là người khác họ mà muốn giành tài sản thôi. Hồng Loan buôn bán vui vẻ như hôm nay cũng được phần phước từ cha cô ấy. Cớ sao ganh tị, cứ muốn trách là trách bản thân mình có tính tham lam. Cha mẹ sống vô phước nên đời cha mẹ ăn mặn, đời con khát nước, cớ sao lại không chịu hiểu? Hay là hiểu nhưng cố tình lại không hiểu, bởi những lỡ phóng lao thì phải heo lao, lỡ ăn hết tiền giờ không thể minh bạch hồng lấp liếm. Đúng không cô chú anh chị? Đó là cái mà chúng ta thấy được ha. Thì đây là những cái điều mà em muốn chia sẻ trong cái ngày hôm nay. Thì không biết là cô chú anh chị nghĩ sao về những dòng bình luận như thế này, thì hãy để lại cái phần bình luận và chia sẻ video giúp em nha. Thì một lần nữa Tiếng Vlog cũng xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em nha cô chú anh chị.